Mình xin kính chào quý các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại vườn kiểng của Toàn nữa không quý vị? Thì hôm nay Toàn có một số mai giống gửi đến phục vụ cho quý vị gần xa. Lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, thành công việc ha. Quý vị nào xem nhớ cho đăng ký ấn chuông cập những video tiếp theo không quý vị? Rồi xin chào Toàn. Dạ em xin chào anh Tường, dạ em chào bà con gần xa mọi miền Tổ quốc ạ. Dạ hôm nay em xin giao lưu với bà con là một số mai giống và mai dảo Thủ Đức. À, mong bà con xem video và ủng hộ cho em trong video này. Rồi cái địa chỉ mình ở đây là đâu luôn Toàn? Dạ địa chỉ em là ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Rồi cái số điện thoại của Toàn mình cũng để tin đưa đây. Cái này là dảo Thủ Đức riêng luôn hay sao Toàn? Dạ dảo Thủ Đức ghép ghép được À 4 mùa. dảo Thủ Đức ghép không quý vị? Cái gốc mai vàng là gốc nhớt mình ghép dảo Thủ Đức hả ta ha, sao Toàn? Dạ gốc mai vàng em ghép chưa, ghép liền thân liền cốt hết rồi. Cái này là mình bán là mỗi một cây là một chậu hay là sao Toàn? Dạ một chậu và một cây nè, tính theo cây như thế này. À một cây vậy là mình bán bao nhiêu nhiêu Toàn? Dạ một cây như vậy là em bán giá 400.000, hai cây thì em gửi hàng đi, em không À bao cái ship, 4 cây thì em bao cái phí ship cho bà con hết coi toàn như bộ. là quý vị nào mua 4 cây thì Toàn sẽ bao phí ship cho quý vị ha. Là cái này mình máy là mình bao luôn chậu hay là sao Toàn? Dạ em dở chậu như vậy không À bán keo, tại rồi vì cái chậu người ta vận chuyển nó nặng, với thứ hai nó dễ à vỡ lắm, rồi rồi về bà con tìm cái chậu mà vô giúp em. rồi Còn em này cái rễ thì nó bó bầu hết luôn, thành chậu nhỏ lớn. rồi vậy giờ mình cho cái chiều cao với thông số Toàn. Dạ chiều cao là tầm 40, Rồi tán ngang là nó tầm ba mấy, rồi ba mấy 40. Cái hoành thân á, tại lúc em ghép gốc nhớt nhỏ lắm mà lâu nay lâu lắm mới bự, mình thằng 8 không có gì. 8. Cái này mình ghép này được là mấy mùa Toàn? Dạ còn 4 mùa, 4 mùa. tại lúc em ghép nhỏ xíu mà nay cái chọc nó bự. Cái này là cây nào cũng giá vậy hay là mỗi cây giá trị nó khác nhau Toàn? Dạ cây cái lô cây này thì nguyên lô mua đồng giá hết. Đồng giá hết luôn không có gì. Dạ. Là cái phạm vi này hả Toàn? Dạ. Là cái đầu cái phạm vi này là đồng giá là 400 ngàn cây không có gì. Đây em lên một hai cây mẫu lên cho bà Rồi. con xem. Đây cũng có xử lý rễ hết rồi. Đây không có gì. Cũng có quấn rễ về bà Đó con, thì quý về vị trồng đất là rất là quý vị ngon. nhìn cây thấy biết ha. Cái tán thì nói chung là hôm rồi là tán nó lớn lắm, rộng ra về mà qua Tết là em con ngắn ra về cho nó làm chồi mới Đúng rồi. để năm sau xử lý bông nó Cho mới ra dàn đạt. xương nó kín cái phơm tàn không vậy? Là cái này mình cũng hao hạo mà cái chiều cao với cái vành thân như Toàn. Dạ chiều cao thì nó tầm cũng 40, 10. ngang này nó tầm cũng ba mấy như cây kia, nó tương đối giống dốc nhau. Rồi. Đo cái hoành thân này. Hoành thân Cũng 8 luôn. 8. 8 có hơn không có gì. Là cũng 400 ngàn cây. Dạ 400. Đồng đồng giá. À, Dạ. thí dụ cái này là mà coi như cái phạm vi là 400 ngàn cây là mình bao người ta lựa luôn hay là sao Toàn? Dạ thì như bà con em lựa ngang ngang vậy, tại vì nó giống nhau không à. Tại vì ở đây anh thấy có cái cây này gốc nó bự là cái giá nó 400 hay là nó cái giá trị nó khác tại vì nó nằm trong phạm vi này Em có một cây đó để chơi nè. À cây á. rồi cây này vậy là coi như là không không nằm trong cái khuôn đó phải không? Dạ đóng con này như là Rồi. tại vì dính cây để lộn vô để chơi. Giá thì giá 400 cây thì em Rồi vô. vậy cho mình cho lên cái chậu này mình nào nào luôn đi Toàn, nói chung là cũng hào hào một số chi tiết đi. Thì chiều cao nó nè, tầm cây này 50, cây Rồi. này cao 50. Tán ngang nó ba mấy 40 nè. Rồi. Thì quanh thân kết Cũng 8. 8 luôn ha chú quý vị. Nói chung là cũng nó trung bình nó nái giống vậy không quý vị. Tại vì thì cây cái giá trị này nhỏ không quý vị, nói chung là có 400 ngàn một cây. Thì không thể nào tại cái số lượng của em Toàn ở đây rất là nhiều. Thì quý vị nào muốn thiện chí mua thì cứ alo trực tiếp cho Toàn ha. Thì 400 ngàn cây đồng giá không quý vị, bao quý vị lựa luôn. Nhưng mà nãy là mình nói hình thức là 4 cây trở lên mình mới bao phí ship không Toàn? Dạ 4 cây trở lên em bao phí Đúng rồi. ship, hai cây em vẫn gửi hàng cho bà con, Rồi. em đóng trong thùng mót em gửi hàng cho bà con đi. 4 cây thì em bao phí cho bà con luôn. Rồi để em qua cái lô qua mai mới mai giống cho bà con xem nè. Rồi rồi. Rồi tiếp theo mình qua cái mai giống ha nữa ha quý vị.
em giới thiệu với bà con như lấy cái mặt cây chào hàng, tại vì hàng này để ngoài vườn em hú rút cho nhiều á. Rồi. Như này em có giống này là giống này giống dảo nhung nè. Dảo nhung. Dạ. Thì cái bông nó sắp nở rồi. Dảo nhung. Dảo nhung. Là cái loại này thì em giao lưu với bà con là giá 150 một cây. 150 một cây. Thì em ghép nó cũng được một mùa mấy rồi. Một mùa mấy rồi. Nên cái cốt nó gì nè. Bà con gì? Cũng gốc mà vàng mình ghép dảo nhung. Dạ cũng gốc mà vàng. Được. Ghép một năm mấy rồi. Thần trọng. 150 một cây là cũng phạm vi này đồng giá hết luôn hả Toàn? Dạ đúng rồi. Cái loại này thì em bán là 150 một cây. Thì cũng hai cây em cũng gửi hàng cho bà con. 4 cây thì em bao phí ship cho bà con. Rồi. Dạ. Cái loại này thì loại cây nó tầm trung rồi. Cái này mà bán là cái chậu mình cũng để lại hay là mình ship luôn chậu Toàn? Dạ em cũng để cái chậu lại với chậu rồi. Ship không được chậu cũng rồi cũng cũng đơn giản không, như vậy thì nếu mà quý vị chốt thì cứ Toàn cũng rút ra đóng băng keo gửi hàng cho quý vị ha. Cái này hôm qua luôn bà con là mai dảo Phú Đức mà ghép tầm 2 mùa nhưng mà con là nó ngắn tàn lại nè. Đây. Cái này bà con về về trồng đất hay là hình chậu lại nuôi tiếp nó cũng bình thường. Đây em ghép đây nó liền cốt hết nè. Đúng rồi, liền cốt nó không bị phù luôn không có gì. Dạ. Cây này nhìn vô cũng không biết, nói chung là nhìn sơ sơ cũng không không phải là biết biết ghép không có gì. Nói chung là cái này bà con về cho lâu dài ha, trồng đất thì cũng ok. Ừ. Cái này mua về mình lấy bo hoặc mình lấy bo mình ghép xong mình lấy mình nuôi lại cái giống nguyên thủy vẫn được không có gì. Cái này là giá là sao Toàn? Cái loại này thì em giao lưu với bà con là giá nó là 160 một cây. Ừ. Thì là cái loại này thì nói chung cây nó nhỏ nó gọn, em đóng vô cái thùng này ví dụ như là hai cây em vẫn cỡ hàng cho bà con, nhưng mà 4 cây thì em bao cái phí ship cho bà con, mà hai cây thì nó hơi ít quá nên đúng bà rồi. Con mình không hỗ trợ giúp giùm em thêm cái em đóng cái thùng nhỏ cho bà con á. À. Nhưng mà cái này là mình đóng luôn nguyên cái chậu nhựa này luôn. Dạ em đóng nguyên cái chậu nhựa này em gửi đi cho bà con luôn. Đây em giao lưu qua một số loại mai giống khác. Đây loại này là loại cúc cam. Cúc cam. Thì loại này như ghép mai giống em ghép vô gốc nhớt nè. Gốc nhớt cũng có xử lý dễ nè. Quấn rễ không vậy? Dạ. Này em ghép thì nó cũng tầm chừng 7-8 tháng. 7 tháng 1 năm. Loại này là cây cúc cam. Giống này giống cúc cam. Em giao lưu với bà con là cái loại này á, là mấy loại mai giống, hàng mai giống, hàng nhỏ vậy nè, là giá là 80.000 một cây. Là 3 cây em gửi hàng cho bà con, 5 cây em bao phí ship cho bà con luôn. Rồi. Dạ, nhưng mà 3 cây trở lên em mới gửi hàng, 5 cây em bao phí ship. Này là giống cúc cam nè, quay một số loại giống cho bà con xem sao. Như cây này là cúc họ Hương, em cũng ghép cúc nhớ cũng tầm được 7-8 tháng vậy, xương nó cũng cứng cứng vậy nè. Loại này em cũng giao lưu với bà con là giá 80.000 cây luôn. Là cũng 80.000 cây. Dạ. Hai cây lên đóng hàng, còn 4 cây lên là cũng bao phí ship ha sao Toàn? Dạ cái loại này là 33 cây em gửi hàng. Rồi. 5 cây em bao phí ship cho bà con. Tại vì thì loại này hàng nhỏ trong ít tiền hơn. Rồi trong quá trình video quý vị xem kỹ ha. Dạ rồi em giao lưu một số loại cúc nè. Cái này cũng nhiều đó. Thì cúc bi. Cúc bi. Loại này cúc bi nè, cũng cái độ ghép tốt nhất để chọc nó lên vậy. Đây không có gì quyên cũ ha. Bà con có mua về lấy giống hay lấy bo về ghép qua cây lớn cây to khác cũng được. Thì cũng giao lưu là đồng giá luôn, cũng 80.000. Rồi. Đây em quay một số loại. Đây em có là loại này là loại hoa hồng. Cúc hoa hồng. Thì em cũng ghép cái chọc nó vậy nè. Bà con mua về lấy bo thì nói chung nó cũng dài lắm ha, mua về trồng lấy cắt khúc này trên lấy bo dưới trồng chăm lại bình thường à. Rồi. Em cũng giao lưu rồi giá 80.000. Em có nhiều giống lắm, nói chung là muốn đủ giống hết á. Em lựa cho bà con. Coi như nói về mai thì Toàn bao quý vị tất cả các loại giống ha Toàn. Dạ mai giống em cũng đủ rất, hết. Rất là nhiều không quý vị. Em chỉ có hiếu là mấy cúc Phượng Thanh Tân với loại cúc bạch mai thôi, còn mấy loại giống cũ là không có hết luôn. Này giống cúc cam. Cúc cam. Em nhiều giống, bà con muốn mua giống nào thì cứ điện thoại, Zalo trực tiếp cho em quay cây cho bà con xem. Đúng có rồi. Là thêm. Cái loại này là dảo bạch kim. Dảo bạch kim. Dạ, lá trắng bông vàng. Bà con có gì xem gửi chi tiết cho bà con xem. Đúng rồi. Đây là bạch mai nè, bạch mai độc hồng.
Cây này em cũng ghép được rồi cũng 4-5 tháng rồi, nhưng mà loại này tại vì đọt hỏng lâu lớn hơn loại kia. Tầm vậy. Còn cái này anh thấy có loại bông này là cái loại này từ nãy là em có chia sẻ chưa? Dạ chưa, loại này là cúc 36 nè. Cúc 36. Dạ. 36 cánh làm sao toàn? Dạ nó kêu tên nó vậy, nhưng à, mà cúc 36, cánh nó tầm cũng hai mấy cánh, có ba mấy cánh đủ có, nó từ nhỏ lớn rồi. Và cái giá nó cũng vậy luôn hay sao toàn? Dạ cái loại này làm giao lưu là giá là 120 một cây. À. Dạ ba cây em gửi hàng. Rồi. 5 cây thì em bao phí ship. Rồi. Rồi cúc 36. Loại cây này thì em ghép nó lâu hơn rồi, đúng rồi. Liền đầu rồi nè. Đẹp. Đúng liền đầu rồi. Lại đây qua đây. Này là giảo đột xanh. Giảo đột xanh ha quý vị. Có người kêu cúc đột xanh, giảo đột xanh nó bông nó cũng ba mấy cánh á. Rồi. Một cây về giao lưu là giá cũng 80.000 luôn. Rồi. Đây là giống cúc rồng bay nè. Cúc rồng bay. Dạ, em nói chung cũng đủ hàng giống hết luôn. Em giao lưu quay một số cây cho bà con xem. Đây hành mai. Hành mai. Dạ. Thì nói chung là bà con nào có cần giống hay gì cứ liên hệ em. Đúng rồi, quý vị nào muốn mua cần giống mai ghép hay là chơi gì để nuôi là lại làm vườn ha, cứ liên hệ trực tiếp với Toàn ha quý vị. Nhưng mà thí dụ mình anh thấy vậy nè Toàn. Thí dụ em trong nghề thì em nhìn em biết cây nào như là giống vậy, nhưng mà thí dụ mà lỡ người ta khách hàng nhiều khi giờ người ta nhìn vậy người ta sẽ đánh giá vô à, em bán vậy sợ lựa lộn, nhưng mà cái này mình phải vẫn vẫn bao cho người ta phải không? Bao giống. Nhưng mà em lúc em ghép em kỹ là ghi tên. À là có ghi ha quý vị. Dạ, em có ghi trên bao. Đúng rồi. Bao nha. Em nhiều khi chủ vườn em nhìn lá mặt lá nó quen nhưng mà em sợ lộn em cũng ghi vậy cho nó chắc. Là giống rồi, nào giống đấy em ghi rõ hết. Rồi thì quý vị cứ yên tâm ha. Qua Toàn cũng chia sẻ chi tiết kỹ càng cho quý vị ha. Còn loại bạch mai là em có đủ hết mấy giống loại bạch mai luôn. À. Như bạch mai đọt hồng, tân tân, thằng biến điện, bạch mai thái. Rồi. Là em có hết. Nên là giống bạch mai đọt hồng. Đây, nó ra nó hồng như vậy. Còn cái nào loại này bạch mai khác này. Em có ghi tên, nói chung là em ghi tên hết. Em ghép cái loại nào em ghi tên vô hết. Tránh sợ lầm á. Rồi. Như vậy nè. Thì hôm nay giao lưu với bà con này cũng một số giống mai như vậy đó. Nói chung mai giống em cũng nhiều loại lắm. Rồi. À, mong bà con này xem clip này ủng hộ giúp giùm em bán, nói chung là ủng hộ giúp em đây. Rồi, mình cũng cuối video mình cũng thay mặt quý vị cảm ơn đã dành thời gian quý báu xem hết video clip Toàn ha. Cũng rất mong được sự ủng hộ từ quý các bạn gần xa cho Toàn ha quý vị. Trong tất cả các loại mai giống. Cứ liên hệ trực tiếp với alo với Toàn là sẽ có mai giống phục vụ cho quý vị ha. Rồi mình xin cảm ơn.